Hello, xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong một video mới. Dành cho bạn nào lần đầu đến với kênh thì mình xin giới thiệu mình là Kiwi, hiện đang làm công việc minh họa thời trang tự do. Đồng thời mình cũng đang giảng dạy môn vẽ thời trang. Thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo đường link website mình để bên dưới nha. Nội dung chính của kênh là chia sẻ những kinh nghiệm về vẽ, vẽ màu nước, đặc biệt là cách vẽ diễn họa thời trang. Bên cạnh đó thì mình còn chia sẻ thêm những thông tin bổ ích về thời trang nữa. Rất vui vì các bạn đã ghé thăm kênh Kiwi Phạm. Tiếp nối series vẽ về các thương hiệu thời trang, hôm nay mình lại tiếp tục với một thương hiệu thời trang lừng danh thế giới đến từ nước Ý. Và chắc các bạn cũng đã nhìn thấy ở tiêu đề rồi, đó chính là Prada. Nếu bây giờ gõ Google với nội dung là những bộ phim có chủ đề về thời trang thì đến 99,9% sẽ xuất hiện cái tên The Devil Wears Prada đầu tiên. Tên này dịch ra là ác quỷ hay là yêu nữ mặc đồ Prada. Phim này đã thật sự chiếm trọn cảm tình của các tín đồ thời trang nói riêng và những người yêu điện ảnh nói chung trên toàn thế giới, thành công rực rỡ về cả mặt thương mại và chuyên môn, đã đem về 2 đề cử giải Oscar cùng hàng loạt giải thưởng đề cử lớn nhỏ khác cho phim. Không chỉ cuốn hút người xem với những cái trang phục lộng lẫy, những bối cảnh thời trang hào nhoáng, phim còn mở ra cho khán giả một góc nhìn trần trụi gai góc hơn về sự đánh đổi và mưu cầu danh vọng trong ngành công nghiệp này. Nghe giống như là đang review phim vậy đúng không? Nhưng mà các bạn có thắc mắc là tại sao người ta lại đặt cái tên phim là The Devil Wears Prada mà không phải là Wear Chanel hay là Dior? Mình cũng đã từng thắc mắc như vậy. Thật ra thì đây là một bộ phim được chuyển thể dựa trên một quyển sách cùng tên. Tác giả đã chọn cái tên Prada vì đây là một thương hiệu mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ thể hiện sự đẳng cấp, sang trọng và quyền lực nhất. Ác quỷ ở đây là cách nói ẩn dụ về một vị sếp khó tính và lạnh lùng. Trong phim thì nhân vật chính lấy cảm hứng từ một nhân vật quyền lực nhất làng thời trang, đó là Anna Wintour. Bà là tổng biên tập tạp chí Vogue lừng danh. Bà là một người phụ nữ quyền lực với gương mặt và thần thái lạnh lùng khiến người ta phải nể sợ. Và có một điều đặc biệt là bà cũng rất là thích mặc đồ Prada. Qua đây thì mới thấy được độ nhận diện và tầm ảnh hưởng của Prada lớn mạnh như thế nào. Trong video này thì mình sẽ chọn vẽ minh họa mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu đông năm 2002 của Prada. Đây là một thiết kế rất ấn tượng với mình bởi chất liệu làm bằng plastic trong suốt. Trước đây thì mình cũng chưa từng làm video tả về chất liệu này nên mình nghĩ đây sẽ là một lựa chọn thú vị cho các bạn cùng xem nha. Hôm nay thì phần dẫn dắt vào đề của mình nó hơi dài dòng một chút. Nhưng thôi, bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về thương hiệu Prada. Thương hiệu Prada ngày nay có tiền thân là một cửa hàng chuyên về đồ da được sáng lập bởi một người đàn ông có tên là Mario Prada. Mario Prada sinh năm 1857 tại Milan, Ý. Không có nhiều tài liệu nói về thời thơ ấu của ông, nhưng được biết ông đã từng làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng đồ da địa phương. Để làm tốt công việc này, ông đã cố gắng học và tìm hiểu về ngành đồ da như là cách thức thuộc da, cách phân biệt hàng cao cấp và thấp cấp. Dần dà, ông đã có vốn hiểu biết khá rộng về ngành đồ da thông qua việc vừa học vừa làm. Đến năm 1913, Mario cùng anh trai là Martino Prada đã mở một cửa hàng riêng của mình tại Milan, chuyên về các sản phẩm đồ da như vali, túi xách cùng những phụ kiện du lịch. Tên thương hiệu lúc bấy giờ được gọi là Fratelli Prada, có nghĩa là anh em nhà Prada. Hiểu được tâm lý khách hàng, một khi đã bỏ ra nhiều tiền thì tất nhiên là luôn muốn chọn những sản phẩm đồ da chất lượng tốt nhất trong một không gian cửa hàng sang trọng tương xứng, chứ không phải là một cửa hàng tầm thường. Mario đã chọn mặt tiền của một trung tâm thương mại sầm uất nhất lúc bấy giờ tại Milan để làm nơi bán các sản phẩm của mình. Mặc cho giá thuê khá cao, nhưng ông cho rằng đây mới đúng là nơi để ông giới thiệu các sản phẩm xịn nhất của mình và nâng tầm giá trị của chúng. Với tầm nhìn này thì đã giúp thương hiệu của ông vang danh hơn. Các thiết kế của Prada được làm thủ công với kỹ thuật đầy tinh xảo, vật liệu chất lượng cao. Bởi vậy thì thương hiệu này đã nhanh chóng được giới thượng lưu, quý tộc châu Âu để ý tới. Vào năm 1919, Prada vinh dự được lựa chọn làm nhà cung cấp chính thức cho Hoàng gia Ý. Nhà mốt này thậm chí còn được phép sử dụng hình ảnh quốc huy Hoàng gia Savoy trên logo của mình. Đây là một thành tựu to lớn đối với một công ty trẻ, giúp danh tiếng và mức độ uy tín của Prada ngày càng lan rộng hơn.
Năm 1958, Mario Bradel qua đời. Vì định kiến phụ nữ không thể làm kinh doanh, Mario đã không muốn bất kỳ người phụ nữ nào trong gia đình tham gia vào công ty. Thế nhưng người con trai của ông không có hứng thú với kinh doanh nên cuối cùng con gái duy nhất của ông, Luisa Prada, trở thành người kế nhiệm thương hiệu. Để gìn giữ và tiếp nối cơ nghiệp mà Mario Prada đã gây dựng trong nhiều năm quả là một nhiệm vụ không dễ dàng gì. Trong 20 năm kế tiếp thì Luisa Prada đã tiếp tục phát triển thương hiệu trở thành một trong những thương hiệu đồ da hàng đầu thế giới. Đây là một thành tựu to lớn mà nếu Mario còn sống thì hẳn ông sẽ rất tự hào về người con gái này. Và còn một điều nữa chắc chắn sẽ làm thay đổi định kiến của ông về phụ nữ. Đó chính là sự xuất hiện của người cháu gái của ông. Năm 1970, con gái của Luisa Prada là Maria Bianchi, chính là cháu ngoại của Mario Prada, đã bắt đầu tham gia vào công ty với vai trò nhà thiết kế cùng với mẹ. Cái tên Maria Bianchi chính là tên trước khi đổi thành Miuccia Prada, bà cũng chính là người kế nhiệm tiếp theo của nhà Prada và đã đưa thương hiệu này trở thành một đế chế thời trang lẫy lừng thế giới. Maria Bianchi hay Miuccia Prada sinh ngày 10 tháng 5 năm 1949. Cha bà là Luigi Bianchi và mẹ bà là Luisa Prada. Từ giờ thì mình sẽ dùng tên chính thức của bà là Miuccia Prada. Miuccia sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm đồ da danh tiếng trong ngành, nên hiển nhiên là bà cũng có niềm đam mê với thời trang. Tuy nhiên bà lại không chọn theo đuổi con đường này, mà lại có ước muốn trở thành một diễn viên kịch câm. Sau đó bà đã theo học nghệ thuật tại nhà hát kịch, và bên cạnh đó thì bà còn theo đuổi một lĩnh vực khác nữa và đã theo học rồi tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Milan. Theo mong muốn của mẹ thì năm 1970, bà đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình và phụ giúp mẹ ở mảng thiết kế sản phẩm. Thương hiệu Prada lúc bấy giờ chỉ đang tập trung vào các sản phẩm như vali, túi xách cao cấp và các phụ kiện du lịch. Dù nổi tiếng trong ngành và là một cái tên hàng đầu khi nhắc đến thời trang nước Ý, nhưng với Miuccia thì bà lại muốn làm gì đó để tạo nên một bước tiến mới cho thương hiệu. Năm 1978, bà tiếp quản thương hiệu Prada thay cho mẹ và chính thức trở thành giám đốc điều hành và là nhà thiết kế của thương hiệu này. Năm 1985, Miuccia Prada bắt đầu tiến hành cập nhật lại các mẫu thiết kế có sẵn và đồng thời tạo ra một dòng túi xách mới bằng chất liệu nylon, là chất liệu nylon đó các bạn. Túi Prada làm bằng nylon trở nên phổ biến nhờ vào độ nhẹ và thoải mái hơn so với túi da. Đồng thời nó có thể duy trì hình dạng tốt như mới, khó nhiễm bẩn và có tính chất kháng nước. Chất liệu nylon vốn không được giới thời trang trọng dụng, được xem là rẻ mạt và chỉ được dùng làm đồ may mặc cho lính nhảy dù vào Thế chiến thứ hai. Vậy mà Miuccia đã đưa vào sản phẩm cao cấp của mình và nâng tầm giá trị của nó. Điều này chưa từng có thương hiệu nào ở thời điểm đó thử nghiệm và bà đã thành công. Dòng túi xách Prada Nylon Bag đã được khai sinh. Những chiếc túi làm bằng chất liệu nylon lại trở nên hot vì vào giai đoạn này là phong trào phản thời trang lại trỗi dậy, tinh thần tối giản minimalism, cho nên là những chiếc túi màu đen đơn giản này lại vô cùng hợp thời. Sau đó, noi theo Prada, hàng loạt thương hiệu khác cũng tạo ra mẫu túi ăn theo bằng chất liệu na ná. Có thể nói chính chiếc túi này đã biến nylon trở thành một chất liệu không thể thiếu trong làng thời trang. Ngày nay thì chiếc túi này vẫn tiếp tục được phát triển, tạo ra nhiều phiên bản khác nhau. Chất liệu nylon cũng được áp dụng trên rất nhiều sản phẩm khác của hãng. Năm 1988, Miuccia Prada đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang nữ đầu tiên và nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình và khách hàng của mình. Sau túi xách nylon, trang phục tối giản cũng là cuộc cải cách tiếp theo mà Miuccia mang đến cho nhà Prada. Thay cho những thiết kế xa hoa lộng lẫy như quan niệm cố hữu mà công chúng nghĩ về hàng hiệu, Miuccia chỉ gắn liền với tôn chỉ, tối giản và tối giản hơn nữa. Trang phục Prada trở thành chuẩn mực của vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng cũng chính nhờ vẻ tối giản ấy mà đã tạo nên nét đặc trưng và khác biệt hẳn so với những thương hiệu cao cấp cùng thời. Những đường cắt cúp tinh tế, form dáng cứng cáp, họa tiết đậm chất kiến trúc nhưng không bao giờ lỗi mốt cũng là một trong những hình ảnh đóng mát Prada. Dù không học qua bất kỳ trường lớp đào tạo bài bản nào, nhưng bản năng thời trang nổi trội đã giúp cho Miuccia đưa Prada trở thành một thương hiệu luôn dẫn đầu xu hướng. Năm 1992, nối tiếp những thành công của mình, bà đã cho ra mắt thương hiệu Miu Miu, đặt theo tên gọi thân mật của bà. Thương hiệu Miu Miu sinh ra là để phục vụ cho đối tượng người tiêu dùng trẻ và những người nổi tiếng. Phong cách mà thương hiệu Miu Miu hướng tới là sự gợi cảm, tinh nghịch và ấn tượng.
Miuccia Prada cho biết Miu Miu không cầu kỳ, tinh xảo hay tỉ mỉ như Prada. Các thiết kế của Miu Miu có tính ứng dụng cao và gần gũi với người tiêu dùng. Trên cùng một cảm hứng sáng tạo, Miuccia sẽ đưa vào Prada sự cao cấp, sang trọng và dành cho Miu Miu sự giản dị, tiết chế và có phần phổ biến hơn. Tuy vậy, Miu Miu vẫn được Miuccia Prada chăm chút và đầu tư không thua kém thương hiệu Prada. Với các chiến dịch quảng cáo, những bộ sưu tập ra mắt đều đặn từng mùa và có mặt ở các sàn diễn thời trang quốc tế. Có lẽ không ai ngờ người phụ nữ nhỏ bé Miuccia Prada đã vượt qua những định kiến và rào cản, tạo nên kỳ tích vượt trội cho nhà Prada, biến một công ty chỉ bán đồ da thành thương hiệu hàng đầu trong ngành thời trang Ý. Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, bà đã nhận được vô số các giải thưởng thời trang danh giá và được tôn vinh vì những đóng góp cho thời trang quốc tế. Viện trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York còn tổ chức buổi triển lãm dành riêng cho bà vào năm 2013. Nhưng khi nhắc đến thành công của Miuccia Prada thì không thể không nhắc đến mối tình của bà với người chồng là ông Patrizio Bertelli. Đây mới chính là bộ đôi đã làm nên lịch sử Prada huy hoàng và rạng rỡ ngày nay. Bước ngoặt lớn nhất của tập đoàn là khi Miuccia Prada bắt đầu hợp tác với Patrizio Bertelli, một nhà kinh doanh trong ngành da thuộc. Bertelli từ vai trò người cố vấn rồi trở thành phu quân của Miuccia Prada năm 1987. Cuộc hôn nhân mỹ mãn giữa một đầu óc kinh doanh chiến lược và một tài năng tiên tri trong làng thời trang đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhà Prada. Với sự kết hợp hoàn hảo này thì đôi vợ chồng đã từng bước đưa thương hiệu lên hàng top thế giới, không chỉ danh tiếng mà Prada còn thành công về mặt thương mại, mang lại doanh thu khủng và tiếp tục tăng trưởng theo từng năm. Hiện nay, Patrizio Bertelli vẫn nắm giữ cương vị là CEO của tập đoàn Prada và là một trong những tỷ phú giàu nhất ngành thời trang. Trong khi đó, Miuccia Prada hoàn toàn tập trung cho công việc sáng tạo, liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm thiết kế mang tính đột phá qua các mùa. Mặc dù là một thương hiệu cao cấp nhưng logo của Prada không được thiết kế cầu kỳ đặc trưng như các hãng khác vì Prada chủ trương không chú trọng giai cấp và sự màu mè, kiểu trưởng giả học làm sang. Miuccia chỉ thích những gì đơn giản và tiện dụng, tối giản và không chạy theo trào lưu. Khi thiết kế logo có nhiều tiêu chí được thương hiệu quan tâm, trước hết là khả năng nhận diện, tránh để thương hiệu của mình bị nhầm lẫn với các hãng khác, phải thể hiện được bề dày lịch sử và uy tín của thương hiệu mà còn phải thể hiện được sự đẳng cấp. Với rất nhiều tiêu chí trên thì ắt hẳn bạn sẽ nghĩ đến một chiếc logo với rất nhiều chi tiết phức tạp đúng không? Tuy nhiên Prada muốn chứng tỏ điều ngược lại. Logo của hãng ngày càng được đơn giản hóa, lược bỏ những chi tiết rườm rà. Nhưng chính vì logo được tối giản hóa mà sức mạnh nhận diện thương hiệu Prada lại càng tăng lên. Giờ đây nó chỉ còn là một hình tam giác ngược đơn giản. Vào năm 2020, nhà thiết kế Raf Simons đã đến với Prada ở cương vị là đồng giám đốc sáng tạo cùng Miuccia Prada. Raf Simons là nhà thiết kế mình đã từng nhắc đến trong video trước, người từng giữ chức giám đốc sáng tạo nhà Christian Dior. Sau này thì có thể mình sẽ làm một video riêng để nói về nhà thiết kế tài ba này nha. Nhiều người ban đầu có hơi hoài nghi về màn kết hợp giữa hai bàn tay thiên tài Raf Simons và Miuccia Prada vì có thể họ sẽ có những tranh chấp trong ý tưởng, nhưng điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra. Đó lại là màn kết hợp vô cùng thành công ngoài sức mong đợi. Họ là hai tâm hồn đồng điệu trong tư duy thiết kế khi cùng chuộng phong cách tối giản. Raf Simons đã mang đến những đường nét cứng cáp, mạnh mẽ hơn, mang lại làn gió mới mẻ không chỉ cho trang phục mà còn cho chính cả logo của Prada. Bộ sưu tập xuân hè năm 2022, họ đã trình làng những bộ trang phục đính những hình tam giác ngược trên ngực đặc trưng của thương hiệu. Dù hình tam giác bo góc này không in hay thêu chữ Prada, nhưng người ta vẫn ngay lập tức nhận biết rằng chúng đến từ thương hiệu Ý Prada. Vì ngoài Prada thì không có bất kỳ thương hiệu nào khác sử dụng hình tam giác ngược như vậy. Quả đúng là một cách nhận diện thương hiệu đơn giản đến mức khó tin. Từ khi tiếp quản cơ nghiệp của dòng họ Prada, Miuccia đã biến một thương hiệu chuyên thiết kế rương hòm, túi xách da du lịch trở thành một đế chế thời trang thống trị toàn cầu. Bà không chỉ là một nghệ sĩ tài năng với khiếu kinh doanh nhạy bén, khả năng nắm bắt dẫn đầu xu hướng. Bà trung thành với sự tối giản, không khoa trương rườm rà, nhất quán trong phong cách, nhưng luôn sáng tạo và đổi mới trong từng sản phẩm. Miuccia Prada đã trở thành một nhân vật có 102 trong làng thời trang thế giới.
Khi nhìn những bộ sưu tập vô cùng trendy, thời thượng, tươi mới bước trên sàn diễn, không ai nghĩ rằng nó được tạo nên từ bộ óc và bàn tay của người nghệ sĩ mà ngày nay đã ngoài 70 tuổi, Miuccia Prada. Bạn nghĩ sao về thương hiệu Prada đình đám, xa xỉ nhưng không hề phô trương? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn ở bên dưới nha. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like và share video để kênh này có nhiều người xem hơn, cũng là để ủng hộ tinh thần cho Kiwi nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!